đường bay phải qua đền đèo. Kính thưa con em xa quê và bà con nhân dân, hòa chung không khí vui tươi phấn khởi, toàn đảng toàn dân quê nhà đã và đang xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, chuẩn bị gặt hái thành quả sản xuất vụ xuân 2020. Trong niềm hân hoan phấn khởi ấy, được sự chỉ đạo của cấp ủy chính quyền, ban công tác mặt trận và hội người cao tuổi long trọng tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng lễ cắt băng khánh thành phủ mẫu nhân nghĩa. Về dự với đêm liên hoan văn hóa văn nghệ hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng chào mừng và kính giới thiệu ông Nguyễn Tự Lực, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân xã, và các ông bà thay mặt cho đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc xã đã về dự, đề nghị chúng ta nhiệt liệt biểu dương. Ban tổ chức xin trân trọng chào mừng và kính giới thiệu anh Chu Thịnh Vượng, công tác tại Bộ Tài chính, là người con quý nhất của quê hương, vừa qua đã tài trợ cho quê hương chúng ta về phần sơn xây dựng phủ. Giờ phút này anh và các đồng nghiệp đã về dự với chúng ta, đề nghị bà con chúng ta nhiệt liệt biểu dương. Ban tổ chức xin trân trọng chào mừng và kính giới thiệu anh Đặng Xuân Chỉnh, chủ tịch hội đồng hương Hà Nội, anh Nguyễn Văn Đồng, phó chủ tịch hội đồng hương thành phố Hồ Chí Minh, cùng các ông bà anh em hội đồng hương Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh cả nước đã về dự đề nghị hội nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu về địa phương có ông Ngô Minh Đoan, bí thư chi bộ, trưởng ban mặt trận, bà Nguyễn Thị Xanh, trưởng thôn và các ông bà trong chi ủy, chính quyền, trong chi bộ và các đoàn thể đã có mặt đông đủ, đề nghị chúng ta nhiệt liệt biểu dương. Ban tổ chức xin trân trọng chào mừng các quý khách thập phương, bà con nhân dân, các xóm lân cận và bà con trong làng cùng các tín đồ Phật tử giờ phút này đã về dự chung vui với quê hương chúng ta, đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh ạ. Kính thưa các ông bà, quý vị đại biểu, khách quý, hai tiếng quê hương gợi lên trong lòng chúng ta thấy vô cùng thiêng liêng, gần gũi, ấm áp tình người. Đây cây đa, bến nước, sân đình, những kỷ niệm về quê hương, những ký ức về tuổi thơ giờ đây đang dâng trào trong tâm trí của chúng ta, những người con quê hương nhân nghĩa, thủy chung, sắt son, nghĩa tình, trước sau, theo dòng lịch sử làng nhân nghĩa, xã Y Lương, huyện Y Yên, tỉnh Nam Định là làng quê xinh đẹp, yên bình, đường quanh co, khúc biểu, ba bể, đồng sâu, ruộng chúng, thiên khê, mùa úng, nghèo khó quanh năm, nhưng giàu truyền thống yêu nước, nhân ái cách mạng, dũng cảm, kiên cường trong đánh giặc, giữ làng, giữ nước, cần cù, chịu thương, chịu khó trong lao động, sản xuất, đoàn kết, thủy chung, tương thân, tương ái trong tình làng, nghĩa xóm. Vì thế, bộ mặt làng quê thay đổi nhanh chóng trong giai đoạn đổi mới, mang dân dấp làng quê văn minh hiện đại,
đường quanh làng được đổ bê tông rộng thanh thang, các ngõ dốc ngõ ngang đều khang trang sạch đẹp. Tín ngưỡng thờ mẫu là khối kết cộng đồng, khối kết nhân tâm, giáo dục đạo đức con người hướng đến chân thiện mỹ, giáo dục cho thế hệ con cháu đời sau luôn hướng về cội nguồn dân tộc quê hương và ca ngợi người mẹ khởi thủy. Trong cuộc sống cũng không thể thiếu văn hóa, văn nghệ là món ăn tinh thần không thể thiếu được trong mỗi con người dân tộc chúng ta. Khi lời ca tiếng hát được cất lên với làn điệu dân ca mặn mà đàm thắm chia tình, với những ca khúc đi cùng năm tháng, với tiểu phẩm hài kịch đã xua tan đi những nỗi buồn, nỗi mệt nhọc qua một ngày làm việc, lao động và học tập. Kính thưa các quý vị đại biểu và toàn thể nhân dân, thật vinh dự cho địa phương hôm nay được đón nhận và rất nhiều tình cảm của các quý vị đại biểu khách quý, các nghệ sĩ đến từ mọi miền tổ quốc, đặc biệt vinh dự và tự hào cho quê hương được đón và thưởng thức tài nghệ của ngôi sao nghệ sĩ ưu tú Quang Tèo. Tên thật của anh là Nguyễn Tiến Quang, sinh năm 1962, là thượng tá quân đội nhân dân Việt Nam. Chắc chắn rằng anh và đồng nghiệp sẽ biểu diễn trang văn nghệ đặc sắc chào mừng lễ cắt băng khánh thành phủ mẫu nhân nghĩa. Xin mọi người cho một tràng pháo tay chào đón và cảm ơn các anh nghệ sĩ. Chúc cho đêm văn nghệ chúc mừng lễ khánh thành phủ mẫu thành công tốt đẹp. Sau đây ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đoàn nghệ thuật quân đội nhân dân Việt Nam do trưởng đoàn nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Quang Tèo chỉ đạo sẽ lên phục vụ bà con cô bác nhân ngày cắt băng khánh thành phủ mẫu quê nhà. Một lần nữa xin một tràng vỗ tay để chúc mừng cho đoàn nghệ thuật quân đội nhân dân Việt Nam. Mấy khi khách quý tới chơi nhà, tôi tham quạt nước pha trà em mời người xem. Trà này quý lắm người ơi, mỗi người một chén cho chúng em vui lòng. Xin mời quý vị khách quý cùng thức qua một làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh, khách đến chơi nhà hay còn gọi là mời nước mời trầu.
Xin kính thưa cụ ông, cụ bà cùng toàn thể nhân dân quê hương. Tôi là một người con không phải sinh ra lớn lên tại quê hương này, nhưng có tấm lòng và rất yêu quê hương này, vì đây là nhân duyên. Thì cũng báo cáo với cả bà con quê hương là trong một lần về quê, tôi cũng thấy rằng là quê hương mình đang tu bổ, tôn tạo đền mẫu, gọi là phủ mẫu. Và tôi cũng nói với cả chú Tưởng và chú Trịnh là các em là những người con đi xa quê hương, và các em có tâm huyết với quê hương thì phải xây dựng quê hương đàng hoàng hơn và to đẹp hơn. Thế thì trong cái tư duy của tôi như thế thì tôi cũng vẫn khuyên các em là các em còn trẻ, và làm gì thì làm cũng vẫn phải nhớ đến quê hương. Em giàu, em thành đạt, hay em làm ông nọ bà kia thì quê hương vẫn là chủ thế ngọt. Chính vì điều đó tôi gieo vào lòng các em của tôi là các em phải cố gắng làm đẹp cho quê hương, chắt chiu từng đồng, tiết kiệm từng đồng để làm đẹp cho quê hương. Và tôi sinh ra và lớn lên tại quê hương Văn Xá Kim Bảng, Hà Nam. Và tôi cũng về xây dựng đền chùa miếu mạo tại quê hương tôi, và rất nhiều công trình tâm linh. Thế thì chính vì cái nhân duyên để gặp được các em thì tôi cũng hay khuyên các em là về quê để làm được những cái việc đó. Thì ngày hôm nay đứng trước bà con quê hương của hai em, tôi luôn chúc hai em tài lộc, sức khỏe và hạnh phúc. Cảm ơn bà con quê hương hôm nay đã đến dự và chúc mừng cho hai em. Giữa con với lại Tưởng đây, và có anh Vượng như thế. Thế còn bây giờ làm cái công trình này, tất cả nghĩ là mình là theo cái tâm thôi, chứ không lấy gì cả. Làm sao là muốn mong muốn là cho quê hương mình xây dựng có một công trình để nó khang trang đẹp đẽ, chứ không phải nghĩ về đến cá nhân gia đình cả. Báo cáo chứ. Chú Chỉnh thì chú rất xúc động, và chú không phát biểu hết lời và hết lý lẽ. Thì cũng báo cáo với cả bà con quê hương của chú Tưởng và chú Chỉnh thế này: quê hương mình còn đang tiếp tục xây chùa. Và cũng báo cáo với bà con quê hương thì tôi cũng là một người bạn, người anh của hai chú. Và tôi cũng nói với các chú rằng anh sẽ đồng hành với các chú để hoàn thiện cái chùa, để cho to đẹp hơn. Và đúng với tâm nguyện của tất cả quê hương để đồng hành cùng các em. Thế thì cũng phải nói là các em nhà mình nó có tâm, thật sự nó có tâm. Vì cái gì cũng bàn với anh Vượng, và cái gì cũng nói với anh Vượng là anh ơi em làm cái này kia. Thì anh Vượng góp ý, và anh Vượng bảo là anh sẽ kêu gọi để đồng hành cùng các em làm cho những cái công trình tâm linh thật sự của quê hương to, đẹp và đàng hoàng hơn. Xin kính chào bà con quê hương. Hôm nay có thấy nóng không ạ? Không sao đúng không ạ? Nóng nhưng nó vui đúng không? Quan trọng là vui. Thôn nhân nghĩa toàn người đẹp dễ thương thôi. Chào pháp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu. Năm nào có khoai trong lòng,
cứ bên cha gian khổ ngày đêm. Và Kiều Linh xin gửi tới bà con cô bác một giá văn nghệ thuật cầu tài cầu lộc cô đôi thường ngàn ạ, để thỉnh cô lại bái cô về, cô ban tài lộc ban sức khỏe cho tất cả bà con cô bác của thôn Nhân Nghĩa, xã Yên Lương trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Vâng ạ. Cô đôi giá vào lòng
Dạ vâng ạ, xin cảm ơn sự cổ vũ của bà con, cô bác rất là nhiều ạ. Xin cảm ơn ạ. Hôm nay lễ khánh thành phủ mẫu uống hơi bị gấu. Tránh ra nào. Sẩy quá này. Có phủ mẫu thôn mình lại càng tăng thêm cái nhân nghĩa. Các bác cho em một chàng vỗ tay em hát cho nó hay cái. Em là em phải công nhận, cứ cái ông nào có cái tên đệm là Quang hát đều rất hay. Các bác ngẫm thử em nói có đúng không? Ví dụ như là Quang Đại hát hay, Quang Dũng hát hay, Quang Hà hát hay, Quang Linh hát hay, Quang Lê hát cũng rất hay. Mà đặc biệt là nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ hát thì lại càng tuyệt vời. Ấy vậy mà chẳng nhẽ Quang Tèo được không biết hát à? Có bác không nghe Quang Tèo hát đâu? Một chàng vô tèm hát ngay. À tôi. Trước khi hát thì vuốt cho nó bóng bóng tí cho giống ca sĩ. Bóng chưa? Em xin hát cho các bác nghe một cái bài về kỷ niệm trong cuộc đời của em. Chả là em lại chót có cảm tình với cái cô hàng xóm. Ngày xưa các cụ nhà mình bảo rồi, hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau. Chính vì nghe lời các cụ mỗi lần tối lửa tắt đèn, em toàn mò sang hàng xóm. Bây giờ em xin hát lại kỷ niệm ấy cho các bác nghe. Bài hơi buồn tí. Các bác nghe. Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, cách ngăn cái sầu, mùng tơi xanh dần, hai người sống giữa cô đơn. Nàng như cũng có nỗi buồn giống tôi. Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, cách ngăn một sợi dây phơi áo quần. Một hôm tôi đứng tần ngần vì nàng đã cất nhầm quần của tôi. Vì không có sợi mùng tơi cho nên đánh bạo sang chơi tìm quần. Tôi sang chơi chỉ có một lần mà nàng nhớ mãi thì cái quần của tôi. Bởi vì cô hàng xóm có cất nhầm quần áo, bây giờ em toàn phải mặc quần áo cũ này khổ thân em không. Thế hôm nay đi ăn khánh thành đền mẫu mà vẫn cứ phải mặc cái bộ xấu thế này. Em xin phép các bác em phải làm hớp rượu. Nếp cái hoa vàng ấy. Có tiền để trả mua rượu uống, mang nhiều tiền về nhà để làm cái gì? Trong khi đó thì cô vợ mình đẻ liền cho mình một lúc 5 con vịt rồi. Có thể mang nhiều tiền về để mà xây nhà tình nghĩa à? Em kể cho các bác nghe, vợ em đẻ cho em 3 đứa con gái. Hôm vừa rồi thì tiếp tục đi đẻ các bác ạ. Ui dồi, em vẫn khởi quá. Bởi vì các cụ nhà ta bảo rồi, tam nam thì bất phú, mà tứ nữ thì bất bần, đúng không? Chính vì thế mà em nghe tin vợ em đi đẻ em mừng quá. Em mới mời toàn bộ hàng xóm láng giềng đến nhà em. Nhà có bao nhiêu gà em luôn ra thịt sạch, chiêu đãi cả làng uống rượu ăn thịt gà bét nhè luôn. Bởi vì được đứa con gái nữa là tứ nữ bất bần cũng được, mà được thằng con trai đi thì càng tuyệt vời, hiểu không? Ấy vậy mà đang uống rượu ăn thịt gà tưng bừng, thế là cái con nhỡ nhà em nó chạy về nó bảo: bố ơi, mẹ vừa đẻ rồi nhưng mà sinh đôi thêm 2 gái. Có nghĩa là không cho em tứ nữ bất bần mà nó cho thành ngũ long công chúa. Khổ lên em không? Em xin kể cho các bác nghe một chuyện lạ có thật luôn. Đấy, hôm vừa rồi em đi làm kiểu vạn ở trên tỉnh về, em về đến cổng nhà em phát hiện một chuyện lạ có thật luôn. Úi dồi, em thấy vợ em đứng ở giữa sân. Đấy, cô bây giờ đẻ 5 đứa rồi, mẹ xề rồi. Ấy vậy mà em thấy đứng ở giữa sân gọi là chiếc áo bà ba quê mùa, nó đánh mặt, nó thích đùa đòi, nó mặc áo 2 giây. Úi dồi mà sâu tận đây này.
thế nào để vừa ngồi nhặt rau mà lại vừa vắt ra đằng sau cho con bú. Các bác nghe có hiểu không? Hả? Vừa ngồi nhặt rau mà lại vắt được ra đằng sau cho con bú, thế thì người ta gọi đấy là mướp hương à? Ôi đau khổ thân em không đi. Chính vì thế hôm nay em quyết định rồi, có khi em phải đi kiếm thằng cu nối dõi tông đường thôi. Bởi vì em xin giới thiệu với các bác, ở ngay cạnh nhà em, cô hàng xóm hay là cô vừa đi nước ngoài về chả chồng con gì mà vẫn còn rất ngon, thỉnh thoảng lại cứ mò sang nhà em vẫy vẫy rồi còn bảo là nhà nàng ở cạnh nhà tôi, cách nhau một sợi mùng tơi, đứa nào không dám sang chơi là hèn. Thế theo các bác em có lên sang hay là em là thằng hèn? Có sang không? Có sang không? Có à? Ừ, mình không sang thì mình thành hèn à, đúng không? Nhưng mà trước khi sang ấy phải lấy cớ cả khịa cái con ngan già cái đó. Uống lại thêm tí nữa để lấy cớ để cả khịa cái con ngan già. Ừ. Nó đẻ gì mà đẻ lắm thế, năm con vịt giỏi. Mắm đâu? Bạn nghe thấy giọng con vợ em chưa? Nó thề thế có khác gì xé vải không? Mắm đâu? Dạ. Úi giời ơi. Mà cái dạ vào đây. Mình ơi. Úi giời Mình ơi. Em vừa sang để cho con bé mắm rồi. Mỗi tội là cái gì? Mỗi tội à? Cô rất nhiều tội của mỗi tội nhá. Nhá. Cái mắm đâu? Ô hay. Thế mình thừa biết cái mắm con nhà ông muối nó đi xuất khẩu lao động nước ngoài từ lâu rồi, thế còn hỏi làm gì? Mình gọi nước mắm để chấm thịt, nó lại sang hàng xóm gọi con bé mắm sang đây. Vợ nhà này có vẻ tâm lý nhỉ? Ô trời, đâu rồi này, quay lại đây. Ok. Chuyện gia đình có cái gì không nên không phải đóng cửa bảo nhau chứ. Biết rồi, con gái con trai con nào chẳng là con mình đẻ ra. Nóng lên thì người ta nói thì tôi quay lại đây. Đâu rồi? Ô, đi báo công an thật à? Ô thôi chết rồi. Ô các bác ơi, con vợ em nó dã man quá, đi báo công an bắt chồng đi tù rồi làm nào? Hả? À? Làm thế nào? Trốn à? Nhưng mà trốn đi đâu? Hả? Mày bảo nó trốn vào trong đền mẫu thì chết. Trốn đi đâu? Trốn về làng mình chứ, các cháu che chở giúp chú nhá. Tôi về đây một thời gian tu nhân tích đức rồi về yêu vợ thương con sau về. Đấy bắt đúa của con lúc xô mà vợ chồng nóng một tí thôi mà nó nỡ đi báo công an bắt chồng đi tù. Công an đến thật à? Rồi. Công an từ tận Hoàng Mai về đây à? Ôi tôi chết rồi. Ôi tôi chết rồi. Công an đến đây trốn rồi. Dạ. Nhưng mà trước khi chạy trốn ra, dạ, em xin kính chào tất cả bác em chạy trốn đi ạ. Ôi từ nay không dám đánh vợ đánh con nữa rồi. Ôi rồi. Ôi rồi. Ông ạ. À. Ôi rồi. Đánh vợ rồi còn tạo quá. Đúng không? Cảm ơn ông. Và một lần nữa nghệ sĩ Quang Thèo xin thay mặt toàn thể anh em nghệ sĩ hôm nay cũng rất là vui được về đem một chút món ăn tinh thần đến tất cả quý vị. Đây là một cái tiểu phẩm chống bạo lực gia đình để trong toàn thể các bà con ở trong thôn trong xã chúng ta, nếu như mà gia đình nào vẫn còn một chút về mà trọng nam khinh nữ hoặc là bạo hành trong gia đình thì đây cũng là một cái bài để rút kinh nghiệm. Và chúc cho toàn thể bà con nhiều sức khỏe, làm ăn phát đạt và gia đình hạnh phúc. Xin cảm ơn. Và xin cảm ơn những tình cảm thân thương mà quý vị đã dành cho phần biểu diễn của nhóm hài Quang Tèo với một tiểu phẩm rất là ý nghĩa, vâng, nói lên bằng những điều bức xúc của xã hội bây giờ. Vâng, và tiểu phẩm chống bạo lực gia đình cũng khép lại chương trình biểu diễn nghệ thuật trong đêm nay. Một lần nữa thay mặt
cây có gốc nở cành xanh ngọt nước có nguồn, bể cả sông sâu người ta sinh trường bờ. Kính thưa các ông bà là lãnh đạo, thay mặt cho Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc, thôn Nhân Nghĩa, xã Yên Lương. Thưa toàn thể bà con, thôn Nhân Nghĩa, kính mến. Nhận được lời mời từ ban tổ chức đại lễ khánh thành phủ mẫu của chúng ta, câu lạc bộ văn nghệ Dương Sinh La Xuyên rất xúc động và vui mừng được mang những lời ca tiếng hát về đây kính dâng lên đại lễ khánh thành phủ mẫu với chủ đề ca ngợi quê hương đất nước, góp phần thêm lễ hội tươi vui và trang trọng. Lời đầu tiên, cho phép tôi thay mặt anh chị em trong câu lạc bộ Dưỡng Sinh xin được kính chúc các quý vị lãnh đạo, quý vị đại biểu hạnh phúc và thành đạt. Chúc đại lễ khánh thành phủ mẫu của chúng ta thành công rực rỡ. Hy vọng chương trình văn nghệ hôm nay sẽ để lại trong lòng mỗi chúng ta một tình cảm dạt dào và đầy ý nghĩa. Chương trình xin phép được bắt đầu. Tám, 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 tám.
Kính mời anh Đoan, trưởng ban lễ khánh thành, thay mặt cho nhân dân xin nhận bó hoa thi tắm. Xin kính mời anh. Xin quý vị chúng ta hãy giơ cao tay, dành một tràng pháo tay thật lớn, thật vang dã để chúc mừng cho phủ mẫu của chúng ta tường tròn và phát triển. Xin chân thành cảm ơn. Yeah.
để chúc mừng cho đại lễ chúng ta thành công rực rỡ. Xin nhân lại cảm ơn. Xin chân thành cảm ơn đội văn nghệ câu lạc bộ dưỡng sinh thôn La Xuyên. Xin mời đội lưu lại sân khấu để chúng ta nhận bó hoa của quê hương ạ. Xin kính mời anh Ngô Minh Đoan thay mặt cho lãnh đạo địa phương, thay mặt cho bà con nhân dân có bó hoa tươi thắm lên chúc mừng hội đội văn nghệ. Xin kính mời anh trưởng đoàn lên nhận bó hoa. Sư Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, cung kính các tăng ni Phật tử, kính thưa các cụ, các ông bà, anh chị, bà con xa quê và toàn thể nhân dân, hòa trong không khí toàn đảng, toàn dân và toàn quân phấn khởi long trọng chào mừng các ngày lễ lớn 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, nhất là kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5. Đất nước ta đã và đang thành công trong việc phòng chống Covid-19. Đảng bộ và nhân dân xã nhà phấn khởi và tin tưởng vào sự thành công của Đại hội Đảng bộ xã Y Lương lần thứ 22. Kính thưa các quý vị, kính thưa bà con nhân dân, để tiếp ánh sáng núi Mùi Hương làm rạng rỡ tổ tông huy hoàng Phật Nhật, sư thầy Thích Đàm Xiêm và hội người cao tuổi đã cùng với nhân dân, tín đồ Phật tử, con em xa quê phát đại nguyên trùng cùng trùng tu xây dựng ngôi thờ phủ mẫu nhân nghĩa. Sau một thời gian thi công, tranh thủ và nỗ lực, được sự cho phép của cấp ủy đảng, chính quyền, ban mặt trận địa phương và đặc biệt sự thành tâm công đức cúng dường của các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, sự thành tâm công đức cúng dường của toàn thể nhân dân, con em xa quê cũng như các đoàn Phật tử, các cá nhân tín đồ Phật tử, thiện nam tín nữ gần xa, chúng ta đã cùng nhau ghi những bảng vàng công đức để cho công việc đại Phật sự thành công viên mãn. Và quả thật hôm nay trong niềm hân hoan chào đón ngôi phủ mẫu nhân nghĩa đã thập phần viên mãn, nay ngày 31 tháng 5 năm 2020, tức ngày mùng 9 tháng 4 năm Canh Tý, phủ mẫu nhân nghĩa xã Y Lương, huyện Y Yên, tỉnh Nam Định long trọng tổ chức đại lễ cắt băng khánh thành trước sự quan tâm cao quý của sư thầy và Phật tử và sự hội ngộ đông đủ của các chi vị, các chư vị và nhân dân đã có mặt trong giây phút nhiệm màu này. Xin toàn thể quý vị và nhân dân cho một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho đại lễ thành công viên mãn. Về dự lễ cắt băng khánh thành phủ mẫu nhân nghĩa, ban tổ chức nhiệt liệt chào mừng và kính giới thiệu ông Nguyễn Tự Lực, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Y Lương, trưởng đoàn thay mặt cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Thường trực Hội đồng Quản trị Nông nghiệp xã đã về dự, đề nghị chúng ta nhiệt liệt biểu dương. Ban tổ chức nhiệt liệt chào mừng và kính giới thiệu ông Ngô Đức Lý, Chủ tịch Hội người cao tuổi và các bà Thường trực Hội người cao tuổi xã Y Lương giờ phút này đã có mặt về dự, đề nghị chúng ta nhiệt liệt biểu dương. Ban tổ chức nhiệt liệt chào mừng và kính giới thiệu các ông bà đại diện cho chi ủy, chi quyền, ban công tác mặt trận, hội người cao tuổi 12 thôn trong xã nhà đã về dự, chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Ban tổ chức xin kính giới thiệu các ông bà đại diện cho thôn Trực Mỹ, Duyên Mỹ, thôn Lương Xá, Giáp Chùa, Giáp Hậu, Giáp Hạ đã bớt chút thời gian về dự với chúng ta, đề nghị chúng ta nhiệt liệt biểu dương.
ban tổ chức xin kính giới thiệu và chào mừng bà con cô bác trên khắp mọi miền đất nước giờ phút này đã về để kính mẫu và dự lễ khánh thành. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt biểu dương. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu về phía địa phương có Ngô Minh Đoan, Bí thư chi bộ, trưởng ban mặt trận, bà Nguyễn Thị Xanh, trưởng thôn và các ông bà trong chi ủy, chi bộ, chính quyền và các đoàn thể đã có mặt về dự. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt đưa cao tay chúc mừng. Ban tổ chức kinh cúng sư thầy Thích Đàm Siêm và các Phật tử giờ phút này cũng đã về dự để lễ cắt băng khánh thành. Đề nghị hội nghị chúng ta giơ cao tay để cung kính sư thầy. Ban tổ chức xin trân trọng chào mừng các quý vị quý khách thập phương và bà con dân làng đã có mặt chung vui ngày lễ hôm nay. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt giơ cao tay chúc mừng. Kính thưa các quý vị, kính thưa các mạnh thường quân, các tín đồ Phật tử, con em xa quê và toàn thể nhân dân, tín ngưỡng thờ mẫu là tinh hoa của dân tộc, là khát vọng của cộng đồng, là chỗ dựa tâm linh của một bộ phận lớn nhân dân. Tín ngưỡng thờ mẫu đã và đang làm giàu tô đẹp cho bức tranh văn hóa đa dạng của Việt Nam và nhân loại. Sức mạnh và ý chí tín ngưỡng thờ mẫu chính là đáp ứng nhu cầu tâm linh của người Việt, là cầu tài, cầu lộc, cầu sức khỏe bình an và những niềm ước mong tốt đẹp nhất trong cuộc sống hàng ngày. Tín ngưỡng thờ mẫu chứa đựng nhiều giá trị nhân văn sâu sắc, là uống nước nhớ nguồn. Trong đó, người mẹ Đức Thánh Mẫu là trọng tâm, là biểu tượng bất diệt trong lòng đất Việt, có công sinh thành và nuôi dưỡng đàn con, là người mẹ tâm linh luôn có lòng bao dung độ lượng, thương xót chúng sinh, luôn che chở, dạy dỗ, yêu thương nhân loại. Tín ngưỡng thờ mẫu là khối kết cộng đồng, là khối kết nhân tâm. Tín ngưỡng thờ mẫu giáo dục đạo đức con người hướng đến chân thiện mỹ, giáo dục cho thế hệ con cháu đời sau luôn hướng về cội nguồn dân tộc quê hương và ca ngợi người mẹ khởi thủy. Chính vì vậy, tín ngưỡng thờ mẫu được UNESCO vinh danh di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại. Đây là niềm vinh dự tự hào của người Việt Nam đã góp phần phong phú cho kho tàng văn hóa Việt Nam và nhân loại. Vì vậy, làng ta trùng tu xây dựng phủ thờ mẫu là góp phần nhỏ bé giữ gìn, bảo tồn, phát huy di sản văn hóa phi vật thể trong đời sống tâm linh của người dân nhân nghĩa chúng ta. Việc làm này, chương trình này thực sự có ý nghĩa chính trị sâu sắc, cần được tôn trọng, biểu dương, lưu giữ và phát huy. Ta vẫn là ta từ thuở nào, của trời, của đất, của trăng sao, của non nước Việt, giang sơn Việt, của đại từ vi chẳng đổi màu. Một lần nữa, ban tổ chức xin quý vị và toàn thể chúng ta nâng cao tay để chúc mừng cho buổi lễ hôm nay thành công tốt đẹp. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời và giới thiệu ông Ngô Minh Đoan, Bí thư chi bộ, trưởng ban mặt trận, trưởng ban lễ khánh thành lên trình bày diễn văn. Trân trọng kính mời ông. Kính thưa đồng chí Nguyễn Tân Lực, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Y Lương, cùng các đồng chí thay mặt cho các ban ngành đoàn thể trong xã, kính thưa các đồng chí thay mặt cho chi bộ, chính quyền, các ban ngành đoàn thể trong thôn, cùng các vị đại biểu khách quý, cùng toàn thể nhân dân, trong phong trào xây dựng nông thôn mới hòa chung với sự phát triển của các thôn trong xã, thôn Nhân Nghĩa đã có sự phát triển thay đổi đáng ghi nhận, lấy giao thông làm điểm nhấn, mang tính đột phá, đường làng ngõ xóm được nâng cấp, mở rộng đường liên thôn liên xã, khai thông bê tông hóa nối liền Nhân Nghĩa với các thôn bản xã bản, điện đường được thắp sáng vào từng dòng ngõ, nhà văn hóa khang trang và rất nhiều nhà cao tầng được xây dựng cùng với các công trình phúc lợi dân sinh, các công trình phúc lợi tâm linh cũng đã và đang hoàn thành. Ngôi hậu cung đền thờ Thành Hoàng, nhà thờ thần linh ngoài nghĩa trang, cổng chùa Tam Quang đã lần lượt được xây dựng và khánh thành. Hôm nay đây, ngôi phủ mẫu cũng được
chúng ta nâng cấp xong, chưa kể ngôi chùa, chưa kể ngôi chùa thờ Phật đang tiến hành xây lại với quy mô khoảng 2 tỷ đồng. Ngôi thờ mẫu ở thôn Nhân Nghĩa đã có từ lâu năm, năm Nhâm Tuất 1862, một thời gian di rời đi chỗ khác, bây giờ được trả lại vị trí ban đầu. Sau hơn 2 tháng thi công, đại tu nâng cấp với kinh phí khoảng 300 triệu đồng đều do nhân dân tài trợ công đức, công trình khoảng 100 mét vuông xây dựng. Nâng cấp gồm 3 gian bãi đường, một ngôi hậu cung chính diện, thờ tự phủ công đồng, hai bên có thờ Thánh Đức Trần, hai bên có thờ Thánh Đức Trần và Chúa Sơn Lâm cùng giá để bát hương, chân nhang, bảng mệnh. Được biết tín ngưỡng mẫu đã có từ lâu, từ thời Nguyên Thủy, mấy hệ từ phủ thờ nữ thần phát thành thờ mẫu thần và ngày nay là thờ công đồng tự phủ. Tuy chưa thành một thứ tôn giáo riêng biệt nhưng tín ngưỡng thờ mẫu là đặc trưng đậm đà bản chất Việt Nam, có từ Bắc tới Nam, từ miền ngược cũng như miền xuôi, cùng với đền chùa đi liền với phủ là những hoạt động đậm đà bản chất văn hóa dân gian như hát chầu văn, múa hầu đồng và các nghi thức lễ hội khác. Chắc chắn rằng ngôi phủ Nhân Nghĩa khánh thành sẽ làm cho đời sống văn hóa tâm linh của dân làng thêm đa dạng phong phú. Nông thôn mới sẽ được thay đổi rất nhiều theo hướng hiện đại hóa hoặc đô thị hóa. Những bản sắc Việt Nam, cái hồn làng quê hương sẽ giữ được những phong tục tập quán dân gian, những biểu hiện của văn hóa dân gian từ mái đình, cây đa, chùa, phủ mà đi liền với nó là những lễ hội đình đám cổ truyền. Chúng ta khôi phục những nét đẹp văn hóa cổ truyền đậm đà bản sắc dân tộc, song chúng ta vẫn kiên quyết loại trừ những gì là mê tín dị đoan. Mong rằng bà con nhân dân thôn nhà sử dụng ngôi phủ sao cho phong phú nhưng lành mạnh. Kính thưa các quý vị khách quý, kính thưa bà con dân làng, có được ngôi phủ thờ mẫu khang trang đẹp đẽ hôm nay là nhờ có sự chỉ đạo của chi bộ, sự phối kết hợp của chính quyền và các ban ngành đoàn thể trong thôn cùng các nhà hảo tâm tài trợ. Thay mặt cho ban công tác mặt trận, tôi xin chân thành cảm ơn sự đóng góp công đức của các đoàn thể và toàn thể nhân dân trong thôn và các gia đình cá nhân từ gần đến xa, người có công, người có của, người có nhiều, người có ít đã đồng lòng hướng về khánh thành mẫu, làm nên công trình phúc lợi tâm linh để đời con cháu nói theo. Tôi xin chân thành cảm ơn các quý vị đại biểu đã bớt chút thời gian đến dự buổi lễ khánh thành cho thêm phần long trọng. Chúc các quý vị đại biểu cùng toàn thể các quý vị có mặt trong buổi lễ hôm nay sức khỏe dồi dào, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Tôi xin tuyên bố lễ khánh thành ngôi phủ thờ mẫu thôn Nhân Nghĩa. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn. Cho tôi được một lần sờ áo mẹ áo bạc ngày xưa, cho tôi được một lần dìu vai mẹ về qua gió mưa, cho tôi nghe tiếng ru hơi, cho tôi nghe tiếng than ru hơi. Thời gian cuốn trôi đi rồi, đây lối mòn xưa thua nào mẹ đưa, đây con đường quen thuộc hàng tre già giờ đây xác xơ. Cho tôi hôn cánh tay khô cằn, cho tôi hôn mái tóc mùa vàng, thổn thức trái tim bao lần như sóng trùng khơi lòng mẹ thương.
tôi trình bày theo hai vấn đề lớn sau đây. Vấn đề thứ nhất, phủ mẫu thờ ai? Tại sao Đảng và Nhà nước ta cho phép duy trì, bảo tồn tín ngưỡng thờ mẫu? Vậy ý nghĩa của thờ mẫu là gì? Phần thứ hai là phủ mẫu làng ta có từ bao giờ? Trước đây thờ ai? Bây giờ thờ ai? Việc cúng hầu tế lễ như thế nào là tốt đẹp lành mạnh? Tôi đi vào phần thứ nhất. Làng Nhân Nghĩa từ lâu đã tồn tại quần thể thờ cúng mang đậm tính văn hóa tâm linh là chùa, đền, phủ. Chùa là nơi thờ Phật gắn liền với tín ngưỡng Phật giáo. Đền là nơi thờ hai vị thành hoàng có công lớn với đất nước và nhân dân. Còn phủ là nơi thờ Thánh Mẫu. Đạo mẫu và tín ngưỡng thờ mẫu xuất hiện từ thời Nguyên Thủy. Thời mẫu hệ, mẫu là mẹ. Thời ấy con người chỉ biết có mẹ, coi mẹ là đấng sáng tạo, bảo trì cho vũ trụ và con người, có quyền năng vô tận, có phẩm hạnh tuyệt vời và công lao vô cùng to lớn trong việc sinh thành, dưỡng dục, bảo tồn sự sống cho con người. Từ đó, mẫu vừa gần gũi vừa thiêng liêng, đẹp đẽ tới mức thánh thiện, quyền năng tới mức tối thượng, trở thành thánh mẫu. Ở phương diện khác, thờ mẫu là thờ tính mẹ, giới mẹ, đức mẹ, thờ những gì đẹp đẽ nhất, tinh hoa nhất, cao cả nhất về người mẹ. Từ đó xuất hiện cách gọi mẫu nghi thiên hạ. Đấy, từ Bắc chí Nam, từ miền ngược miền xuôi, nếu phủ mẫu thờ là thờ mẫu nghi thiên hạ. Mẫu nghi chứ không phải là mẫu nhi như mọi người hay nói. Từ nghi là có trong các từ nghi thức, nghi lễ. Nghĩa của nó là chuẩn mực, mẫu mực, điển hình, quy phạm, vân vân. Vậy thờ mẫu nghi thiên hạ là thờ hình tượng người mẹ chuẩn mực chung cho mọi người. Đạo mẫu thời kỳ đầu có sự kết hợp tín ngưỡng thờ nữ thần và thờ mẫu thần, nên hình tượng mẫu trong phủ có khi hiện thân thành một người mẹ cụ thể như là mẹ Âu Cơ, mẹ Liễu Hạnh, hay là công chúa Đào Hoa như phủ làng chúng ta ngày xưa. Dù hiện thân là ai chăng nữa, người mẹ được thờ ấy vẫn mang đầy đủ vẻ đẹp của mẫu nghi thiên hạ. Nói tóm lại, tín ngưỡng thờ mẫu chưa trở thành một thứ tôn giáo riêng như Phật giáo, Đạo giáo, vân vân. Song tín ngưỡng thờ mẫu ngoài việc cầu cho quốc thái dân an, con người khỏe mạnh, mùa màng tươi tốt, vân vân, nó còn mang ba ý nghĩa lớn sau đây. Ý nghĩa thứ nhất, có thể khẳng định thờ mẫu là nét tín ngưỡng văn hóa độc đáo mang bản sắc riêng biệt của con người Việt Nam, của dân tộc Việt Nam. Đấy, riêng Việt Nam mới có tín ngưỡng thờ mẫu này. Còn các đạo như là đạo Phật hay đạo giáo là chúng ta nhập từ nước ngoài vào, riêng tín ngưỡng thờ mẫu là của riêng Việt Nam. Ý nghĩa thứ hai, các giá hầu đồng, các điệu hát chầu văn đậm đà chất dân gian, đặc biệt hát văn hầu đồng đã được tổ chức UNESCO công nhận là di sản vật văn hóa phi vật thể của thế giới. Cái lần đã công nhận đấy là ở Phủ Giày, có quay trên truyền hình. Ý nghĩa thứ ba, việc thờ mẫu phù hợp với đạo lý truyền thống của người Việt, uống nước nhớ nguồn.
hiếu nghĩa với cha mẹ, với tổ tiên. Chính vì thế, thờ mẫu đã và đang tồn tại khắp mọi miền, từ Bắc đến Nam, từ miền ngược đến miền xuôi trong cả nước. Tôi đã trình bày xong ý thứ nhất. Sang phần thứ hai là phủ mẫu làng ta có từ bao giờ, trước đây thờ ai, bây giờ thờ ai, việc cúng hầu tế lễ như thế nào là tốt đẹp lành mạnh. Đây là vấn đề mà nhiều người trong làng có thể có người biết mà nhiều người chưa biết, chưa rõ. Kính thưa các quý vị, phủ mẫu làng ta theo bút ký chép tay của cụ Khán Xí, những ai còn cái lớp tuổi độ 40-50 thì còn nhớ tên cụ Khán Xí ở làng. Chép tay của cụ Khán Xí để lại được thì phủ mẫu được xây dựng từ năm Mậu Tuất, tức là năm 1862. Từ đó tồn tại cùng với đền chùa, hình thành quần thể tín ngưỡng tâm linh của dân làng. Như trên đã nói, do có sự kết hợp thờ nữ thần, thờ mẫu thần, hơn nữa có thể ông cha ta xưa là chưa thể hiểu hết về tín ngưỡng thờ mẫu, chưa hiểu từ mẫu nghi thiên hạ, cho nên đã hư cấu ra những truyền thuyết ly kỳ để linh thiêng hóa, kỳ vĩ hóa phủ mẫu. Tôi nhắc lại là những cái truyền thuyết về phủ làng ta là mục đích là để linh thiêng hóa, kỳ vĩ hóa phủ mẫu thôi, chứ còn thực chất khi lập đền phủ mẫu ra thì vẫn là thờ mẫu nghi thiên hạ. Ví dụ cái truyền thuyết thứ nhất, theo tài liệu chép tay của cụ Khán Xí thì mẫu phủ làng ta là hiện thân của công chúa Đào Hoa. Một lần theo vua cha du ngoạn, khi kiệu công chúa đến vùng đất quê ta, thấy phong cảnh đẹp liền dừng kiệu vãn cảnh. Sau này vùng đất đó nhiều lần hiển linh, dân làng đã lập phủ để thờ. Bài văn chầu Đào Hoa công chúa còn để lại viết như sau: rời sinh công chúa Đào, công chúa tự nhiên, cõi trần lại có nàng tiên Liễu Đào. Nơi đây bóng cả cây cao, rong chơi mát mẻ, ra vào thảnh thơi. Vốn nàng vâng mệnh nhà rời, tới nơi yên thế hầu nơi đức bà. Khi về tới chốn quê ta, người liền dừng kiệu cũng là xa lâu. Nếu ai có việc khẩn cầu, đến đây mà khấn không lâu giải tà. Năm xưa dịch bệnh đậu mùa, cả làng tế khấn đậu hoa lại lành. Nếu ai tin kính lòng thành, người thường ứng bảo tốt lành điều hay. Lòng thành dâng lễ kêu bày, phù trì khỏe mạnh tháng ngày bình an. Mặc ai ngạo mạn chẳng tin, đồng tâm lập phủ để truyền thờ chung. Đến năm Nhâm Tuất xây cung, tốt tôn làm thánh mẫu khói hương để thờ, linh thiêng từ đó đến giờ. Đấy là truyền thuyết thứ nhất về phủ mẫu làng ta. Truyền xong lại có một truyền thuyết truyền miệng. Cái truyền thuyết này là truyền miệng thôi, cho rằng phủ làng ta thờ hai nữ thần là hai người con gái bị chôn sống, bị khách tàu chôn sống giữa của, đã hiển linh và nhiều đêm là tắm ở giếng này, giếng làng. Tuy mục đích là để linh thiêng hóa ngôi phủ, song truyền thuyết Đào Hoa công chúa được chấp nhận ghi chép lại hẳn hoi, còn truyền thuyết sau là chỉ là truyền miệng. Và chúng ta cũng nên loại trừ cái truyền thuyết thứ hai, nó vì nó làm xấu đi cái hình ảnh mẫu nghi thiên hạ, làm xấu đi hình ảnh mẫu nghi thiên hạ. Còn mẫu nghi thiên hạ nào tôi đã giải đáp rồi. Còn phủ mẫu bây giờ, phủ mẫu bây giờ được tôn tạo
đã kết hợp nhiều tín ngưỡng khác nhau. Ở giữa là điện thờ chính, phủ ta là thờ Tam Tòa Thánh Mẫu. Nói Tam Tòa Thánh Mẫu tức là tam là ba, ba thánh mẫu được thờ ở ba tòa. Thì thánh mẫu thứ nhất gọi là Mẫu Thượng Thiên. Nếu ai vào chốc nữa là vào phủ thắp hương chúng ta chiêm nghiệm. Mẫu thứ nhất là Mẫu Thượng Thiên. Mẫu thứ hai là Mẫu Thượng Ngàn. Mẫu thứ ba là Mẫu Thoải, còn gọi là Mẫu Nước, Mẫu Thoải, Mẫu Nước là sông bể đấy. Nếu có thêm Địa Tiên Thánh Mẫu nữa thì gọi là Tứ Phủ Công Đồng. Tứ Phủ Công Đồng tức là bốn cái chỗ công đồng thờ và bốn mẫu mẹ, là bốn mẹ đấy, thì thêm mẫu địa nữa là bốn. Thì ở phủ ta là có ba, ba tượng, ba mẫu là Tam Tòa Thánh Mẫu. Ở bên dưới này lần lượt, à tôi xin nói thêm là tại sao thờ Tam Tòa Thánh Mẫu hay là Tứ Phủ Công Đồng? Do người Việt sống bằng cây lúa nước, ba yếu tố trời, núi rừng, sông bể được coi là có quyền năng vô hạn quyết định đến cây lúa nước. Các hiện tượng gió mưa sấm chớp hạn hán lụt lội vân vân quá thần bí đối với người xưa, nên được tôn thờ thành các mẫu thượng thiên, mẫu thượng ngàn, mẫu thoải tức là mẫu nước để phù hộ cho cuộc sống cây, phụ thuộc vào cây lúa nước của người dân đất Việt. Các bệ thờ lần lượt ở dưới, phía dưới của chính điện lần lượt là có Ngũ Vị Vương Quan là tầng lớp bảo vệ Tam Phủ hay Tứ Phủ Công Đồng. Cái tầng lớp Ngũ Vị Vương Quan này ở phủ ta hình như không có, vì cái không gian thờ nó chặt quá, chưa hoặc là chưa ai tiến cúng cái tầng lớp ấy, cái Ngũ Vị Vương Quan ấy. Tiếp là Tứ Vị Thánh Bà. Đúng ra là phải đủ bốn vị Thánh Bà, nhưng ở phủ ta ở cái cấp thứ hai có một vị Thánh Bà thôi, mặc áo xanh đấy là vị Thánh Bà. Chức năng của vị Thánh Bà này người ta gọi là các chầu bà. Các chầu bà trực tiếp hầu hạ Thánh Mẫu, trực tiếp hầu hạ Thánh Mẫu. Tầng tiếp là thập vị hoàng tử, từ ông từ hoàng đệ nhất đến ông hoàng 10. Tầng thứ ba đấy là từ thập vị hoàng tử, nhưng mà ở phủ ta chỉ có ba tượng thôi, vì không gian nó không có nhiều, không thờ được nhiều, nên là có ba, nhưng mà đúng ra là 10 vị hoàng tử, từ hoàng đệ nhất đến hoàng 10. Các ông hoàng này đều là con trai của Long Thần Bát Bảo Đại Vương, có công đánh giặc, khai hoang, mở mang đất nước. Tiếp theo là thập nhị vương cô, đều là các thị nữ hầu hạ Thánh Mẫu. Thì ở phủ ta hình như cũng chưa có thập nhị vương cô. Tiếp theo là thập nhị vương cậu. Thập nhị vương cậu ở phủ ta là có tượng hai cậu ở hai cổ kính đấy, cổ kính để ở đất ấy. Đấy là tượng hai cậu, không nào? Đúng ra là thập nhị vương cậu chứ không phải là có hai, nhưng mà vì không gian nó ít nên là người ta tính cũng hai cậu, tượng hai cậu. Thì thập nhị vương cậu này là những người chết trẻ hiển linh thành các bé thánh, hầu hạ các quan hoàng từ hoàng đệ nhất đến hoàng 10. Thập nhị vương cậu này là hầu các quan hoàng. Dưới cùng ở gầm cuốn dưới đất ấy,
là thờ Quan Ngũ Hổ. Hổ là biểu tượng cho sức mạnh thiêng liêng, có thể là để trừ ma, trừ tà và trấn giữ ngôi phủ đó. Đấy ý nghĩa của thờ ông Ngũ Hổ đấy. Còn đôi bạch xà, đôi bạch xà thanh xà ở phủ ta là bạch xà và thanh trà. Thanh xà là rắn xanh, bạch xà là rắn trắng. Còn có phủ thì là hoàng xà, bạch xà. Thì ở quấn ở xà đấy, châu đầu vào điện đấy, thì có ý nghĩa như nào? Thì cái này cũng ít người nói đến. Tôi bí không phải nhà chùa, nhưng mà nhà chùa cũng bí. Thế thì tôi bắt đầu tham khảo tài liệu thì người ta nói nhiều. Tức là người ta nói như này, tức là cái đôi đắn này này thì nó gắn liền với nhiều sự tích về mẫu. Tức là lịch sử mẫu, sự tích về mẫu là có cái đôi đắn này nó gắn liền, cả kể cả về vấn đề sinh nở. Nó mang đậm tín ngưỡng của người Việt. Như tiên tôi đã nói là phủ bây giờ nó có thể là dung nạp nhiều cái tín ngưỡng khác, cho nên chúng ta mới thấy ở hai bên lại có hai bàn thờ nữa. Gian đằng tây thì thờ Chúa Sơn Trang, hay còn gọi là Chúa Thượng Ngàn, cùng với mẫu Thượng Ngàn phù hộ cho đời sống người vùng rừng núi. Ngày xưa là phù hộ cho đời sống của vùng núi. Còn gian đằng đông phủ ta đấy, là thờ Đức Thánh Trần, cụ thể là Trần Hưng Đạo. Thì Đức Thánh Trần, tại sao lại thờ Đức Thánh Trần ở đây? Thì Đức Thánh Trần đã được nhiều vùng nhân dân tôn là Thánh Cha. Thánh Cha bên trong là thờ Thánh Mẹ, bên ngoài này thờ Thánh Cha, để cùng với mẫu mẹ phù hộ cho đời sống vùng xuôi. Hơn nữa thì tôn giáo tín ngưỡng thời Trần ấy, có nhiều yếu tố hợp với tín ngưỡng thờ mẫu, cho nên việc đi đôi thờ mẫu với thờ Trần Hưng Đạo lý do như vậy. Kính thưa các quý vị, tôi cũng mạo muội gọi là trình độ ABC thôi, chứ không có gì là học sức ở đây cao siêu đây cả. Thì gọi là có biết đến đâu tâu đến đấy. Thì nói một số nét về đôi đầu về phủ mẫu thờ mẫu như nào. Thì phần nào là giải đáp được những điều mà chưa hiểu hoặc là khó hiểu trong dân làng chúng ta. Thì mong rằng là chúng ta mỗi khi ra lễ ở mẫu, chúng ta hiểu là mình lễ ai, rồi cầu cái gì, vân vân. Do kiến thức có hạn cho nên là cũng không thể là tránh khỏi những sai sót. Thì rất mong có sự cảm thông chia sẻ. Một lần nữa xin cảm ơn các quý vị đã lắng nghe. Chúng tôi xin cảm ơn toàn thể các vị khách quý, toàn thể các vị đại biểu, toàn thể bà con nhân dân đã tập trung đồng lòng xây dựng công trình. Tôi xin hát. Và ngay trong giây phút thiêng liêng này, nhiệm màu này, chúng tôi xin lắng nghe những lời chia sẻ chân tình của các quý vị. Thay lời ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Tự Lực, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân lên phát biểu ý kiến. Xin trân trọng kính mời ông. Nam mô Bổ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, kính thưa các đồng chí lãnh đạo, đại diện cho cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể của thôn Nhân Nghĩa. Kính thưa sư thầy, quý tăng ni Phật tử thập phương, kính thưa các ông bà trong ban kiến thiết xây dựng phủ, kính thưa các cụ cao niên và nhân dân thôn Nhân Nghĩa. Hôm nay ngày 31 tháng 5 năm 2020, tức là ngày mùng 9 tháng 4 năm Canh Tý, nhận lời mời về dự và được phát biểu với buổi lễ khánh thành tại không gian linh thiêng về tôn giáo tín ngưỡng của ngôi phủ thôn nhà. Lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Yên Lương
xin được chúc mừng thôn Nhân Nghĩa chúng ta đã xây dựng xong và nay long trọng tổ chức khánh thành ngôi phủ uy nghiêm lộng lẫy như mong muốn trong nhiều năm qua của bà con quê nhà. Nhân buổi lễ trong ngày này, tôi xin kính chúc các quý vị đại biểu khách quý, các tăng ni Phật tử cùng bà con thôn nhà mạnh khỏe, an khang, hạnh phúc, chúc buổi ngày lễ của chúng ta thành công rực rỡ. Kính thưa các cụ cao niên và bà con thôn Nhân Nghĩa, với hàng ngàn năm Phật pháp đi cùng dân tộc, ở mỗi miền quê Việt Nam, ngôi đền, ngôi phủ, ngôi chùa đã trở thành một phần quan trọng của văn hóa nước nhà. Ngôi đền, ngôi phủ của thôn Nhân Nghĩa xa xưa là ký ức của nhiều thế hệ. Ngôi phủ thờ Mẫu Nghi Thiên Hạ, hiện thân là công chúa Đảo Hoa của làng, nay đã xuống cấp theo thời gian năm tháng. Thấm nhuần lời dạy của cổ xưa, xây đền, tô tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Được sự quan tâm ủng hộ của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể cùng tâm đức của những người con xa quê cùng với chân làng và Phật tử thập phương, đến hôm nay tâm nguyện của bà con đã trở thành hiện thực. Thôn Nhân Nghĩa đã xây dựng tôn tạo xong ngôi phủ uy nghiêm, trang trọng, bề thế. Công trình nằm trong quần thể chùa, đền, phủ hòa quyện với cảnh quan xung quanh của đất, của trời, thật đẹp và sâu đậm nét văn hóa tâm linh của làng quê Việt Nam. Qua đó chúng ta thấy tự hào quy mô của ngôi chùa tuy còn khiêm tốn về mặt diện tích, nhưng kiến trúc và mỹ thuật của ngôi phủ mang đậm nét văn hóa tâm linh Việt Nam mà con dân thôn Yên Nghĩa đã được chiêm ngưỡng vãng cảnh ngôi đền, ngôi phủ đâu đó trên cả nước, thì nay đã có chính tại làng Nhân Nghĩa chúng ta. Từ nay bà con thôn Nhân Nghĩa và các Phật tử đã có ngôi phủ uy nghiêm, trang trọng, rộng rãi hơn trước để tổ chức các hoạt động văn hóa tâm linh nhằm mang lại hạnh phúc, an lành cho dân thôn như Đức Phật từng mong muốn. Tại buổi lễ khánh thành long trọng này, thay mặt các đồng chí lãnh đạo xã xin được ghi nhận sự đóng góp, ủng hộ tâm lực, công đức, tiền bạc và vật chất để ngôi phủ được xây dựng theo tâm nguyện của bà con quê nhà, ghi nhận tinh thần trách nhiệm của bộ máy lãnh đạo của địa phương, ban kiến thiết và cả cộng đồng khu dân cư, tất cả một lòng hướng thiện, ứng với lời dạy của người xưa, ăn cũng hết, mặc cũng mòn, vào chùa công đức của còn mai sau. Cuối cùng một lần nữa xin được kính chúc sức khỏe các quý vị đại biểu khách quý, các Phật tử thập phương, các cụ cao niên cùng toàn thể bà con thôn Nhân Nghĩa mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Chúc buổi lễ của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Về dự với đại lễ của dân thôn hôm nay, với tư cách là người con quê hương, đồng thời là thay mặt công chính hiệu xã, xin gửi tới buổi đại lễ một lãng hoa tươi thắm. Xin kính mời ông Ngô Minh Đoan thay mặt cho lãnh đạo địa phương, thay mặt cho bà con cô bác lên nhận bó hoa tươi thắm. Xin kính mời ông. Thay mặt ban tổ chức, xin chân thành cảm ơn ông Nguyễn Tự Lực và chúc cho ông và gia đình cùng các đồng chí lãnh đạo trên xã mạnh khỏe, luôn luôn quan tâm đến quê hương Nhân Nghĩa chúng tôi. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Chí Tấn, Chi hội trưởng Hội người cao tuổi lên có đôi lời cảm ơn. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các cụ cao niên trong làng, thưa toàn thể bà con anh em có mặt hôm nay, sau gần 2 tháng thi công, vừa làm việc vừa chờ kinh phí tài trợ tiến cúng, đến nay công trình trùng tu ngôi phủ mẫu đã khánh thành và đưa vào sử dụng. Đây là một niềm vui lớn của dân làng chúng ta vì bao năm mong đợi, hôm nay nơi thờ phụng phủ mẫu lại trở về đúng vị trí ban đầu, được tu bổ khang trang hơn, lộng lẫy hơn và đẹp đẽ đàng hoàng hơn. Phải nói rằng phủ mẫu này là văn hóa tâm linh để đời cho dân làng thỏa mãn tín ngưỡng thờ mẫu, cho mỗi cá nhân tập thể khôi phục lại điệu múa lời ca đậm chất dân gian cổ truyền giàu tính dân tộc. Cùng với đền chùa, nơi đây sẽ là trung tâm những ngày lễ hội linh hồn của làng quê đất Việt. Có được thành quả hôm nay, ngoài sự đóng góp công sức tiền bạc của bà con trong làng, chúng ta còn nhận được sự tài trợ tiến cúng
của anh em bà con xa xứ từ Hà Nội vào đến thành phố Hồ Chí Minh, từ các bậc bà cô xuất gia đến các nhà hảo tâm của các xã bàn. Đối với chúng tôi, một nén hương trầm, một viên gạch, một cân si, một ngày công lao động cũng đều quý giá, vì nó đã góp phần cho sự thành công của công trình hôm nay. Thay mặt cho hội người cao tuổi và bà con nhân làng, tôi xin chân thành cảm ơn sự phát tâm hướng mẫu của cộng đồng, của các cá nhân và gia đình từ gần tới xa, trong làng ra đến ngoài xã, đã công đức vào công trình tâm linh để được thành quả hôm nay. Cũng không thể không biểu dương và đặc biệt là cảm ơn những cá nhân và những gia đình tiêu biểu. Chúng tôi xin được biểu dương và đặc biệt cảm ơn gia đình ông Đặng Xuân Chỉnh đã phát tâm cúng tiến cả tiền bạc, đồ thờ, tượng thờ, tổng giá trị khoảng trên dưới 60 triệu đồng. Gia đình anh Ngô Văn Thủy, gia đình bà Ngô Thị Sen ở Sài Gòn, gia đình anh Đặng Văn Tưởng, gia đình anh Đặng Xuân Chủng, gia đình bà Vi Thị Lan, gia đình ông Nguyễn Văn Đức ở La Xuyên đã cúng tiến một pho tượng quý giá. Chúng tôi cũng xin biểu dương sự đóng góp tích cực quý báu của nhà chùa Thích Đàm Xuyên và ban kiến thiết xây dựng không quản một thời gian dài thi công đã cúng tiến tất cả những ngày công xây dựng của mẫu. Cuối cùng, xin được chân thành cảm ơn chi bộ, chính quyền, ban công tác mặt trận và các chi hội đã có chủ trương đúng đắn, chỉ đạo sát sao và những động viên kịp thời trong công cuộc tôn tạo xây dựng. Được sự tin tưởng của dân làng, chính quyền đã trao quyền bảo quản sử dụng cho hội người cao tuổi và nhà chùa chủ trì. Chúng tôi xin hứa trước cấp ủy lãnh đạo và dân làng sẽ sử dụng thờ mẫu thật chú đáo, lành mạnh, phát huy được những nét đẹp văn hóa cổ truyền trong hầu đồng lễ hội tự do tín ngưỡng, nhưng không xa đà vào những gì mê tín dị đoan. Cầu cho quốc thái dân an, mùa màng thắng lợi, bệnh tật qua khỏi, mọi người khỏe mạnh, gia gia an khang thịnh vượng. Cuối cùng, tôi thực xin chúc sức khỏe các vị đại biểu, các vị khách quý. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Thank you.
ngoan trong mi họ gian lao nhớ câu bách điều quý sao. Vàng ngàn thu nhớ câu ẩm thủy nguyên xưa. Sáng giỏi lòng ta.